trên thế giới có 3.818.576 người mắc COVID-19, 264.807 người thiệt mạng. Tính đến hôm nay, Việt Nam có 288 bệnh nhân COVID-19, 233 người đã được chữa trị khỏi. Chiều ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế công bố thêm 17 ca mắc COVID-19 mới. Tất cả đều là hành khách trên chuyến bay từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về Việt Nam 4 ngày trước đó. Ngày 3 tháng 5, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tổ chức chuyến bay VN0088 đưa 297 công dân Việt Nam trở về nước. Ngay sau khi nhập cảnh, toàn bộ 297 hành khách này được đưa về cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu và lấy mẫu xét nghiệm. Theo thông báo ngày 7 tháng 5 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, có 17 hành khách dương tính với virus corona. Trong 17 hành khách trên có gia đình 3 người từng sống cùng một bệnh nhân COVID-19 tại Dubai. Cả 17 bệnh nhân đều đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Tình trạng sức khỏe ổn định, các thành viên phi hành đoàn cũng được cách ly. Tính đến hôm nay, Việt Nam có 288 bệnh nhân COVID-19, trong đó 148 ca bệnh xâm nhập được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng. Kể từ ngày 16 tháng 4 đến nay là 21 ngày, Việt Nam chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh do lây nhiễm trong cộng đồng. Trong thời gian tới, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước, rà soát và tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trên cơ sở nguyện vọng của họ. Tất cả hành khách sau khi nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Theo Bộ Y tế, có thể trong thời gian tới sẽ phát hiện thêm bệnh nhân COVID-19 trên các chuyến bay chở công dân về nước. Chiều ngày 7 tháng 5, thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân số 265, nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 13 tháng 4. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona nhiều lần, gần đây nhất là ngày 5 tháng 5 và 6 tháng 5. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Đây cũng là ca cuối cùng trong 4 bệnh nhân cho đến thời điểm này điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh. Theo tiểu ban điều trị, trường hợp trên sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Chiều ngày 7 tháng 5, mẫu bệnh phẩm phết mũi họng của bệnh nhân số 91 phi công người Anh dương tính với virus corona, trong khi xét nghiệm dịch rửa phế quản, nước bọt, trực tràng âm tính. 5 lần xét nghiệm trước đó với mẫu bệnh phẩm lấy từ 5 vị trí trong cơ thể bệnh nhân đều liên tiếp âm tính. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân số 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, hiện không còn sốt, mạch và huyết áp ổn định, tràn khí màng phổi phải lượng ít, đang tiếp tục dẫn lưu, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn rất nặng. Bệnh nhân số 91 đã trải qua 32 ngày can thiệp ECMO, oxy hóa màng ngoài cơ thể, thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 14. Đây là ca bệnh nặng nhất hiện nay, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ và không có bệnh nền. Trường hợp khác là bệnh nhân số 271 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có tình trạng sức khỏe ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang cách ly tập trung 105 người và theo dõi 85 người tại nhà nơi lưu trú. Sáng ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp nghe Ban chỉ đạo quốc gia báo cáo tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp mới. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho biết 21 ngày qua không có ca mắc mới trong cộng đồng, chúng ta đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch COVID-19, dần trở lại công việc bình thường trong trạng thái mới. 100% số tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại ổn định. Tuy nhiên, chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác bởi nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài còn lớn. Tình hình dịch bệnh trên toàn cầu còn diễn biến xấu, nhiều nước đang lây nhiễm mạnh, số người tử vong cao, dịch bệnh ở một số nước ASEAN vẫn diễn biến phức tạp, hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó, Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận các biện pháp đối với trong nước và ngoài nước, trong nước tiếp tục giảm giãn cách xã hội thế nào để trở lại hoạt động bình thường. Người đứng đầu chính phủ cũng lưu ý những biện pháp phòng dịch chưa phù hợp đang áp dụng ở một số địa phương. Ông dẫn chứng, vào lớp học vừa đội mũ bảo hộ vừa đeo khẩu trang thì làm sao các em học được trong mùa hè nóng bỏng này? Thủ tướng cũng yêu cầu thảo luận lên kế hoạch làm sao để các ngành nghề tiếp tục được hoạt động trở lại để bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác trong bối cảnh số lượng người Việt Nam ở nước ngoài trở về tới đây.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, tại Việt Nam kể từ ngày 16 tháng 4 đến nay không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới tại cộng đồng. Ngày 16 tháng 5, chúng ta đã thực hiện giải tỏa cách ly tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội và tại xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang sau 28 ngày thực hiện cách ly y tế. Như vậy, về cơ bản, tình hình dịch tại Việt Nam tiếp tục được kiểm soát tốt, nguy cơ xuất hiện các trường hợp dương tính tiềm ẩn trong cộng đồng là rất thấp. Ban Chỉ đạo Quốc gia cho rằng, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, với số mắc và số người chết cao ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài để có thể nới lỏng được ở bên trong, nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội. Ban Chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh và thực hiện cách ly 14 ngày một cách phù hợp và xét nghiệm đối với tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam. Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Fabiotech, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 Bộ Y tế cho biết, các nhà khoa học đã cài được kháng nguyên SARS-CoV-2 vào vaccine, tiêm thử nghiệm vaccine trên chuột để theo dõi tính sinh miễn dịch. Sau 10 ngày tiêm thử nghiệm vaccine, hiện chuột thí nghiệm khỏe mạnh. Thời gian tới, số chuột này tiếp tục được theo dõi các đáp ứng miễn dịch giai đoạn 1. Đây có thể coi là thành công bước đầu của nghiên cứu, ông Đạt nói. Theo ông Đạt, công nghệ nghiên cứu giai đoạn này tuy khá khó khăn trong việc tạo ra protein đáp ứng miễn dịch, tuy nhiên giai đoạn sau sẽ nhanh hơn so với công nghệ tổng hợp gen, từ đó rút ngắn được thời gian phát triển vaccine. Các mẫu máu xét nghiệm trên chuột sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để đánh giá các đáp ứng miễn dịch chống lại virus corona. Nếu miễn dịch tốt, tức là kháng nguyên chủng vaccine hoạt động tốt, các nhà khoa học sau đó sẽ tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm chính thức trên động vật để đánh giá thêm về miễn dịch và khả năng bảo vệ dự tuyển của vaccine. Cuối cùng là thử nghiệm trên người ở nhóm nhỏ, sau đó tăng lên nhóm lớn hơn. Công tác nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 được triển khai ngay khi Việt Nam ghi nhận các ca bệnh đầu tiên. Nghiên cứu dựa trên công nghệ vector virus cùng với sự hợp tác của các nhà khoa học Anh, Đại học Bristol. Vector virus là hệ thống được cài đặt một hoặc nhiều vùng gen mã hóa vùng kháng nguyên mong muốn. Khi tiêm chủng, kháng nguyên protein sẽ được biểu hiện tương tác với vật chủ để tạo ra đáp ứng miễn dịch phòng tác nhân đích gây bệnh. Bước đầu, nghiên cứu thành công trong việc tạo ra chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của virus corona. Kháng nguyên thành phần này khi sử dụng sẽ giúp cơ thể sinh ra kháng thể chủ động chống lại corona, phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất vaccine phòng COVID-19 về sau.